Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu, hai mặt tiền. Đây là hai mặt tiền của căn nhà mình đang giới thiệu nhé. Nhà hai mặt tiền đẹp, có tổng diện tích là 95 m², đường hông bên đây rộng khoảng 8 m, cửa sổ bên đây nhé. Đây là con đường phía trước, đường nhựa bên đây cũng rộng khoảng 8 mét này. Đường rộng 8 mét nhé. Nhà này cách quốc lộ 1K và cầu mới Đồng Nai chỉ khoảng 500 mét thôi. Quý hàng nào đi xem, hẹn gặp mình ngay Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh. Mình sẽ dẫn khách hàng vào xem căn nhà này nhé. Chiều ngang 5 m rưỡi, chiều dài gần 20 m, tổng là 95 m². Đây là mặt tiền căn nhà này. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A, cột vuông, cổng phía trước lập ngói và có cửa 4 cánh rộng luôn. Đây mình có cửa 4 cánh nhé. Ở đây mình có gara đậu xe hơi rộng này. Ngang 5 m rưỡi, chủ nhà để chiều sâu khoảng 6 m, mình để xe 7 chỗ, xe bán tải thoải mái luôn nhé. Khách hàng mình nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa nhé. Mặt tiền cực đẹp luôn, nhà sổ hồng riêng, công chứng trong ngày, hỗ trợ ngân hàng tối đa cho khách hàng luôn. Phía trong đây mình có cửa nhôm sinh pha 4 cánh này và kính cường lực trong suốt nhé. Di chuyển vào trong phòng khách, sàn được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80, cực đẹp luôn. Bên đây có vách gỗ để các chậu hoa cũng như các bình rượu, cực đẹp. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, đèn chùm, đèn led rất là sáng nhé. Bên hông bên đây mình có cửa sổ hai cánh bên hông này. Nhà hai mặt tiền, mình mở cửa sổ đây ok nhé. Vách bên đây chủ nhà ốp gỗ cực đẹp luôn. Nhà hai mặt tiền. Bên hông đây chủ nhà thiết kế cầu thang nép vào bên hông nhé. Nhà ngang 5 m rưỡi, để cầu thang bên đây rất hợp lý. Phong cách mở, trẻ trung, năng động của căn nhà được thể hiện ngay từ phòng khách. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Trên đây có trần thạch cao, đèn chùm, đèn led trên đây. Phía cuối mình đây có chậu rửa mặt, gương soi đây nhé. Nội thất của phòng vệ sinh ở dưới rất là ok, chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn. Cửa ngoài đây được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha này. Tủ bếp chủ nhà đóng gỗ rất đẹp nhé. Nhà hai mặt tiền, ngang hơn 5 m, chiều dài gần 20 m, tổng là 95 m², được đúc một trệt một lầu, nằm ngay tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhà này có phòng ngủ ở dưới này, view hai mặt tiền. Tất cả các phòng đều có cửa sổ ở bên hông, thoáng mát nhé. Cửa chính được chủ nhà làm bằng cửa gỗ xoan đào này, sơn màu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên lầu
review trên lầu cho khách hàng mình cùng xem nhé. Cầu thang thì được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ và kiếng cường lực rất là đẹp. Phía bên hay bên hông bên đây chủ nhà có dán tranh như này này. Quý khách hàng đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi nhận được những thông báo, những video mới nhất mình quay lên để cho khách hàng mình cùng tham khảo nhé. Nhớ ấn đăng ký và ấn chuông. Đăng ký bên YouTube là hoàn toàn miễn phí nhé. Mình cứ đăng ký để xem, nếu không có mục đích mua thì cứ xem tham khảo, hoặc là đang có lô đất như thế này thì có thể xem để tham khảo xây cũng ok luôn. Mình có rất nhiều mẫu nhà đẹp. Đây là phòng vệ sinh thứ hai này, nội thất cơ bản rất là ok nhé. Vòi tắm đứng sen thuyền, bàn cầu đúc tô tô, vòi tắm Velasala, cửa chính thì nhôm sinh pha này. Bên đây có phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ này rộng gần 20 m², cửa sổ bên hông rất thoáng mát nhé. Ở đây thì mát hơn Sài Gòn khoảng 2 đến 3 độ. Tất cả cửa chính của phòng ngủ đều được chủ nhà làm bằng cửa gỗ xoan đào cao cấp. Còn cửa bên hông và cửa phòng vệ sinh cũng như cửa chính thì chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha và kính cường lực rất là đẹp. Phòng ngủ nào cũng được chủ nhà đi đường âm, máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết rồi. Bây giờ mình di chuyển sang phòng thờ cũng như ban công phía trước nhé. Đây mình có phòng thờ phía trước này. Ở đây mình có ban công phía trước, cột vuông. Cửa chính thì được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha, kính cường lực rất là chắc chắn nhé. Khu nhà mát mẻ, view sân vườn. Đây có biển chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 ngay đây. Quý khách hàng nào đi xem, hẹn gặp em ngay ở Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh. Em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Nhà này cách Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh chỉ khoảng 500 m thôi. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.